Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là tin mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng 5. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là ông Tayyip Erdogan sẽ viếng thăm Hoa Kỳ vào ngày 9 tây tháng 5 theo giới chức an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vào ngày thứ 6. Và đây được xem là lần đầu tiên ông tới Tòa Bạch Ốc gặp gỡ với lại chính quyền của Joe Biden. Tờ Washington Post cho biết thì việc viếng thăm Washington lần này của ông Erdogan là bắt đầu lần đầu tiên từ năm 2019 khi mà ông gặp gỡ với Tổng thống Donald Trump, người đã cùng có một cái mối quan hệ tốt đối với ông Erdogan. Và kể từ khi mà ông Joe Biden lên làm Tổng thống sau cuộc bầu cử năm 2020 thì Ankara đã có một cái phương hướng khác và chưa có cái cuộc gọi là mặt đối mặt. Quan hệ giữa hai quốc gia đồng minh trong NATO đã được xem là có nhiều khác biệt và có nhiều bất đồng, đặc biệt là liên quan tới vấn đề Ankara đã lên tiếng và phản đối trong cái việc mà Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan và Thụy Điển trước đây gia nhập vào liên minh NATO. Tuy nhiên thì đã được giải quyết trước khi mà hai quốc gia có những cuộc xung đột lớn hơn. Tuy nhiên về mặt chính thì phía Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang làm việc với lại phía của Hoa Kỳ về tình trạng mà Hoa Kỳ hỗ trợ cho lực lượng người Kurd tại Syria, đã bao gồm luôn cả chiến trường ở phía bắc Syria, nơi mà được xem là lực lượng người Kurd đang là đồng minh của Hoa Kỳ trong việc mà gọi là chống lại nhà nước Hồi giáo ISIS. Trong khi đó thì Ankara vẫn xem các lực lượng người Kurd ở khu vực phía bắc của Iraq và Syria là những thành phần khủng bố, và các chuyên viên chức vẫn không cho biết được tin tức về cái thông tin chuyến viếng thăm này. Tuy nhiên nói rằng một trong những giới chức hàng đầu về tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ là Ibrahim Kalin cũng sẽ gặp gỡ với lại các thành viên trong Hạ viện của Hoa Kỳ để nói về dự tính của chuyến viếng thăm cũng như là các cái mối quan hệ song phương. Trong ngày thứ 5 và ngày thứ 6 thì Ngoại trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ là Hakan Fidan cùng với lại Bộ trưởng Quốc phòng là Yasa Auler đồng thời cũng đã gặp gỡ với phái đoàn của Hoa Kỳ. Hiện nay vẫn chưa biết chuyến đi của ông ta đến phía của Washington cho vấn đề gì. Tuy nhiên mọi người dự tính là cái cuộc chiến tại giải Gaza cũng sẽ là một trong những cái nghị trình hàng đầu của ông Tayyip Erdogan và ông Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã lên án gay gắt cái cuộc gặp gỡ của ông Joe Biden và thủ tướng của Iraq. Bản tin cho biết thì 8 nhà lập pháp của Hạ viện Hoa Kỳ đã gửi một lá thư cho ông Joe Biden lên án gay gắt về dự tính ông ta đón tiếp thủ tướng của Iraq là ông Mohammad Shia al-Sudani tại Tòa Bạch Ốc vào tháng 4. Cuộc gặp gỡ này được xem là sẽ phá hủy tất cả cái tình trạng của Do Thái. Theo bản statement của Thượng nghị sĩ Tom Cotton của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện là một trong 8 người đã ký trong lá thư. Cùng với cái việc mà gọi là viết chung lá thư này thì ngoài trừ ông ra thì còn có những người khác bao gồm cả Thượng nghị sĩ Ted Burke của North Carolina, Bill Hatcherty của Tennessee, Rick Scott của Florida, dân biểu có tên là Jeff Ashley của Texas và Frank Hill của Arkansas, Mike Turner của Ohio và Mike Work của Florida. Đây được xem là những dân biểu và những thượng nghị sĩ đã phản đối cái cuộc gặp gỡ này. Chúng tôi viết thư đặc biệt bày tỏ sự lo ngại của chúng tôi về việc ông mời và đón tiếp thủ tướng của Iraq là Mohammad Shia al-Sudani tới Tòa Bạch Ốc vào tháng 4, các nhà lập pháp đã viết trong lá thư vào ngày thứ 5. Và việc đón tiếp thủ tướng của Iraq, đặc biệt là việc gọi là có những cái sự gọi là không có gặp gỡ với những lãnh đạo mà chúng ta có thể tin tưởng và những đối tác của chúng ta ở khu vực, và nhắc lại cái thông điệp của ông là cái chiến dịch và phá hủy tất cả cái tư thế của thủ tướng Do Thái là Benjamin Netanyahu và chính quyền của Joe Biden dường như đã có hứng thú tiếp cận với phía Iran và không ủng hộ cho đồng minh của chúng ta. Chính quyền của Iraq vẫn nằm dưới cái sự ảnh hưởng của Iran, và chính quyền của Iraq đã cung cấp ít nhất là 3 tỷ Mỹ kim cho cái vấn đề hỗ trợ cho việc mà gọi là nhóm dân quân được Iran hỗ trợ tại đây, và bao gồm luôn việc tấn công vào các cái vị trí của Hoa Kỳ của các nhóm khủng bố này. Và nhóm dân quân này tấn công vào Hoa Kỳ và lực lượng người Kurd trong 180 lần kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, và kết quả là có 3 binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng trên 100 lần tấn công.
Và việc này dẫn tới việc mà ông tiếp đón ông thủ tướng của Iraq là cố tình muốn phá hủy toàn bộ đất nước của Do Thái. Đây được xem là lá thư của các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa đã viết thư cho ông Joe Biden để kêu gọi ngưng lại cái việc gọi là đón tiếp ông thủ tướng của Iraq. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các tiểu bang Đảng Cộng hòa kiểm soát đã bắt đầu thách thức về cái dự tính xóa nợ sinh viên của Joe Biden. Một nhóm các cái tiểu bang được xem là Đảng Cộng hòa kiểm soát đã khởi kiện chính quyền Joe Biden để ngăn chặn một cái chính sách mới của ông ta xóa nợ cho sinh viên, và trong đó sẽ dẫn tới tình trạng mà có hàng hàng triệu người đang mà vay tiền ở trong cái chương trình này sẽ được xóa nợ. Trong một cái đơn kiện liên bang nộp vào ngày thứ tư, 11 tiểu bang dẫn đầu là tiểu bang Kansas đã lên tiếng tranh luận rằng ông Joe Biden đã vượt quá cái quyền hạn của ông ta khi tạo ra cái chương trình gọi là Safe Plan, trong đó là sẽ xóa nợ cho tất cả những sinh viên và số nợ này với một khoảng 150.000 sinh viên. Và việc tranh luận là cái dự tính mới này không khác gì với lại cái việc xóa nợ trong cái giai đoạn đầu của Joe Biden mà đã bị tối cao pháp viện bác bỏ từ năm ngoái. Và đây được xem là một trong những cái chính sách mới của Joe Biden nhằm có thể kiếm phiếu của những cử tri. Và Bộ Giáo dục đã là không lên tiếng cho biết về cái đơn kiện này. Tuy nhiên thì căn cứ trên cái tờ Quốc hội từ năm 1993 thì cho cái Bộ Giáo dục được quyền có thể duyệt xét lại những cái việc mà trả tiền của các người vay tiền trong cái tinh thần gọi là trì hoãn và kéo dài. Chính quyền của Joe Biden và Harris và vẫn không tranh đấu dừng lại cái cuộc gọi tranh đấu hỗ trợ cho cái việc mà xóa nợ cho các sinh viên trên toàn quốc, và điều này đã nhiều lần Đảng Cộng hòa đã ngăn chặn. Tuy nhiên chúng tôi đã không có một cái giải pháp nào khác là khởi kiện. Joe Biden loan báo cái chương trình SAFE này trong năm 2022 cùng với việc mà sẽ xóa nợ cho sinh viên lên tới 20.000 Mỹ kim cho 40 triệu người được xem là ở Hoa Kỳ, và tối cao pháp viện đã ngăn chặn cái phán quyết này và cho rằng Joe Biden không có thẩm quyền, bởi vì cái quyền mà kiểm soát về tài chính là phải được thông qua ở Hạ viện, tức là ở phía của Quốc hội Hoa Kỳ. Đây được xem là đơn kiện mới nhất của các tiểu bang nhắm vào cái chương trình mà Joe Biden muốn xóa nợ cho sinh viên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, thống đốc của tiểu bang Texas là ông Craig Abbott đã gặp gỡ với lại chủ tịch Hạ viện là ông Mike Johnson để thúc giục có hành động ở biên giới. Bản tin mới nhất cho biết thì chủ tịch Hạ viện là ông Mike Johnson đã gặp gỡ với thống đốc của tiểu bang Texas là ông Craig Abbott vào ngày thứ năm, khi mà ở ngay tại cái nhà của ông này ở tại Austin, nơi mà ông thống đốc cùng với những thành viên của Đảng Cộng hòa ủng hộ mạnh mẽ cho cái cuộc tranh đấu chống lại cái tình trạng gọi là chính sách biên giới của ông Joe Biden. Chúng tôi thảo luận về những thảm kịch tác hại do cái chính sách khủng hoảng biên giới của Joe Biden gây ra tại Texas và cho người dân Hoa Kỳ, và cần phải có hành động từ chính quyền liên bang để mà có thể cứu lại biên giới của chúng ta. Ông Craig Abbott đã bỏ trên trang Platform X như trên, và cuộc gặp gỡ này diễn ra giữa lúc mà phía của Điện Capitol Hill và đang chuẩn bị gọi là có một cái cuộc thảo luận giữa phía Hạ viện và các thành viên của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện cũng như Tòa Bạch Ốc để có được một cái hành động được xem là ngăn chặn cái tình trạng khủng hoảng biên giới đính kèm với lại cái dự luật được xem là hỗ trợ cho nước ngoài. Và ông Abbott lên tiếng nói rằng phải có một cái nỗ lực toàn diện ở khu vực bảo vệ biên giới thông qua cái chiến dịch của ông gọi là Operation Lone Star, và trong đó bao gồm luôn khai triển hàng ngàn binh sĩ vệ binh quốc gia cũng như là lực lượng về gọi là an toàn công cộng của tiểu bang Texas, trong đó bao gồm luôn việc đặt các cái hàng rào kẽm gai để mà xây dựng một cái bãi biên giới ở Texas theo tường trình của ông Abbott đưa ra trong cuộc gặp gỡ. Và đầu tuần này, ông Abbott đã cho biết là khẳng định là cái chương trình của ông gọi là Operation Lone Star đã có một cái hoạt động hữu hiệu và nó ngăn chặn và giảm được cái tình trạng di dân bất hợp pháp nhiều hơn là ở Arizona và kể cả ở California. Và hiện nay thì ông đang yêu cầu phía chính quyền liên bang phải có hành động. Trong cuộc gặp gỡ này thì ông Craig Abbott đã nói với ông chủ tịch Mike Johnson về cơn khủng hoảng tại biên giới mà không thể chấp nhận được và cần phải chấm dứt, và thúc giục ông chủ tịch của Hạ viện thông qua cái dự luật về an ninh biên giới và trong đó giúp ngăn chặn tình trạng bất hợp pháp băng ngang qua biên giới ở khu vực cái cửa vào của Hoa Kỳ cũng như các biên giới ở phía Nam, theo một thông cáo báo chí đưa ra. Trong khi đó, ông Johnson thúc giục ông Joe Biden là phải ký lệnh hành pháp về vấn đề biên giới, một cái điều mà chính quyền Joe Biden nói rằng ông ta không có đủ thẩm quyền, và điều này nằm ở Quốc hội, bất kể là trước đây cựu Tổng thống Trump đã từng ký những sắc lệnh hành pháp liên quan tới biên giới. Đây được xem là một trong những cái cuộc gặp gỡ khá quan trọng của thống đốc tiểu bang Texas và chủ tịch của Hạ viện Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ, ngày hôm nay giá xăng đã tăng nhanh hơn so với thường lệ mỗi năm. Đây là một trong những bản báo cáo mới nhất. Trong lúc giá xăng vẫn gia tăng trong cái nửa đầu của năm nay, thì tình trạng này nó sẽ gia tăng cao hơn trong năm 2024 theo tường trình của một cái tổ chức của được báo cáo bởi tờ Wall Street Journal. Trong tháng đầu tiên của năm nay, thì người dân Hoa Kỳ đã quay trở lại đường phố và bắt đầu phải chi phí nhiều hơn cho giá xăng. Tuy nhiên, năm nay thì theo tường trình của tổ chức OPEC, họ sẽ cắt giảm sản lượng và Hoa Kỳ cấm vận nhắm vào ngành dầu khí của Nga vẫn tiếp tục. Cuộc chiến của Nga và Ukraine vẫn đã gây tổn thương cho việc mà xuất cảng dầu của Nga, và điều này sẽ ảnh hưởng tới giá xăng tại Hoa Kỳ. Hiện nay thì giá xăng Hoa Kỳ trong năm nay sẽ tăng khoảng 16% và cái giá dầu thô hiện nay là 83 đồng 17 cent cho một thùng dầu thô. Và giá xăng trung bình trên toàn Hoa Kỳ tính cho tới ngày thứ sáu là 3 đồng 54 cent cho một gallon. Theo tường trình của AAA, gia tăng 3% so với một năm trước đây và 14% tăng cao hơn so với cả một năm. Và tại Salt Lake City được xem là một trong những khu vực có cái giá cả tăng xăng tăng cao nhất 61 cent trong vòng một tháng qua và ở mức là 3 đồng 77 cent cho một gallon. San Luis được xem là có mức giá tăng 51% trong tháng qua với mức trung bình là 3 đồng 44 cent một gallon. Tại Chicago thì đã giá xăng tăng 39 cent ở mức là 4 đồng 07 cent. Và đây được xem là bản báo cáo mới nhất, và trong đó thì trung bình người dân Hoa Kỳ chi ra khoảng 80 Mỹ kim một tháng cho cái tiền xăng, và con số này đã tăng cao hơn theo tường trình của tờ Wall Street Journal. Và đây được xem là một trong những báo hiệu cho thấy năm nay có vẻ giá xăng sẽ tăng cao hơn so với năm ngoái do tình trạng cuộc chiến của Nga tại Ukraine cũng như OPEC cắt giảm trữ lượng dầu thô và tình trạng mà chính sách về năng lượng xanh của ông Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, người lái chiếc tàu chở hàng gây ra tai nạn ở tại Baltimore đã từng kêu gọi sự cấp cứu trước khi mà gây ra tai nạn này. Người lái chiếc tàu chở hàng đụng vào cái cầu ở Baltimore khiến cho cây cầu bị hư hại và gây ra tai nạn tử vong đã bị mất cái sự liên lạc trong vòng vài phút trước đó. Theo tường trình của cơ quan an toàn liên bang cho biết vào ngày thứ tư, chỉ ra những cái đoạn audio trong cái black spot đã được phục hồi. Theo tường trình của cái cơ quan đặc trách về an toàn giao thông cho biết thì chiếc cây cầu có tên là Francis Scott Key Bridge, một cái nơi được xem là khá bận rộn ở tại khu vực có bến cảng được xây dựng từ năm 1976, đã không có đủ tất cả những cái nền tảng về kỹ sư để mà cấu trúc lại cây cầu này, và nó đã gặp thảm họa. Và trong cái bản báo cáo mới nhất của phía cơ quan an toàn giao thông cho biết thì đã có những cái lời kêu cứu từ cái người phi công sau khi mà chiếc tàu này bị mất điện, là kêu cứu trong vài phút trước khi mà chiếc tàu này đụng vào cây cầu. Và cảnh sát của tiểu bang Maryland là đại tá Roland Luther cho biết rằng là họ đã điều tra và đã có được thêm hai thi hài của hai người đàn ông bị rớt xuống sông ở cái độ cao là 25 feet, và trong đó gần như là đã khiến cái cầu bị thiệt lúc mà bị tông và bị thiệt hại. Và hiện nay thì phía giới chức chính quyền đã ngưng lại tất cả những cái nỗ lực tìm kiếm các thi hài sau khi mà họ nhận định rằng tất cả những người bị rớt xuống sông có thể đã thiệt mạng. Và hai thi hài của người đàn ông này đã được phát hiện vào ngày thứ tư, được biết với cái tên là Alejandro Hernandez Fuentes, 35 tuổi, người dân của cư dân của Baltimore, và một người gốc Mexico, và người thứ hai là Dolly Ann Doño Castillo Cabrera, 26 tuổi, sinh sống ở tại Dundalk và có cái nguyên thủy là đến từ Guatemala. Và bốn nhân viên làm việc ở trên cây cầu này đã bị rớt sau khi mà cây cầu này bị đụng xuống, và hiện nay thì các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Và trong đó thì phía của giới chức của cơ quan an toàn giao thông cho biết là họ đã bắt đầu cho phục hồi cái đoạn âm thanh của cái black box trước khi mà sau khi mà tai nạn xảy ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới vụ đụng cầu này thì chính quyền của Joe Biden đã chấp nhận cái ngân sách 60 triệu Mỹ kim hỗ trợ cho cái vụ sập cầu ở tại Baltimore. Chính quyền của Joe Biden trong ngày thứ năm đã chấp thuận ngân sách 60 triệu Mỹ kim ngay lập tức của quỹ liên bang để mà hỗ trợ theo yêu cầu của tiểu bang Maryland, giữa lúc mà chính quyền liên bang cũng như các giới chức địa phương đang tìm cách gọi là phục hồi và những thách thức sau khi cuộc đụng cầu này xảy ra và những tác hại của nó. Việc phục hồi này là một cái nỗ lực rất lớn, và trong đó đã đưa ra một cái lệnh khẩn cấp và một cái ngân quỹ khẩn cấp của chính quyền liên bang để hỗ trợ cho việc sửa chữa cây cầu cũng như là hỗ trợ cho cái tình trạng cây cầu đã gặp bị có nhiều hư hại. Và trong ngày thứ năm
thì lực lượng lục quân của Hoa Kỳ và đoàn kỹ sư của họ đã rất bận rộn trong việc phối hợp với lại Bộ Giao thông Vận tải để bắt đầu phục hồi và sửa chữa cây cầu này, theo tường trình cho biết. Và một cái crane, tức là một cái cần cẩu có thể kéo lên 1.000 tấn, dự tính là sẽ đến vào ngày hôm nay thứ Sáu. Và thượng nghị sĩ Chris Van Hollen của đảng Dân Chủ tại Maryland cho biết một cái crane thứ hai có sức kéo lên tới 400 tấn cũng sẽ tới vào ngày mai thứ Bảy để giúp kéo tất cả những cái container bị chìm ở dưới lòng sông sau khi mà cây cầu này sụp đổ. Và 32 nhân viên của lực lượng lục quân Hoa Kỳ đặc trách về kỹ sư đang nghiên cứu về hiện trường sụp đổ cây cầu, và 38 cái nhân viên được xem là có hợp đồng với hải quân đang làm việc để mà có thể có những cái chiến dịch cần thiết. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất liên quan tới cái vụ đụng cầu của một chiếc tàu chở hàng. Và hiện nay thì các nhà điều tra vẫn đang tập trung ở hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề và điều tra nguyên nhân chính thức tại sao chiếc tàu bị mất điện và khiến cho tai nạn xảy ra. Và thứ hai, ước lượng về việc phục hồi cây cầu được bao lâu và sẽ phục hồi như thế nào. Bên cạnh đó thì bản báo cáo cho biết các nạn nhân bị rớt xuống bị thiệt mạng bao gồm đến từ Mexico, Guatemala, Honduras và El Salvador. Và Sở Cảnh sát của Maryland cho biết là có ít nhất 8 người đang làm việc trên chiếc cầu này khi mà nó gây ra tai nạn, và bây giờ thì họ đã phải ngưng lại cái việc mà tìm kiếm bởi vì tin rằng những người đó đã bị thiệt mạng. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất đã được đưa ra từ phía của tiểu bang Maryland cũng như là cơ quan chính quyền liên bang. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, thống đốc tiểu bang Virginia đã phủ quyết cái dự luật liên quan tới việc mà cho phép sử dụng cần sa trong tình trạng giải trí. Thống đốc của tiểu bang Virginia là ông Glenn Youngkin trong ngày thứ Năm đã phủ quyết một dự luật trong đó thành lập cái hướng mang thị trường hợp pháp cho việc sử dụng cái cần sa trong tính chất là giải trí. Dự luật này đã được ủng hộ bởi cả Thượng viện lẫn Hạ viện của tiểu bang Virginia, trong đó là sẽ cho phép bán các loại cần sa trong cái tinh thần gọi là giải trí. Tuy nhiên thì ông Youngkin e ngại rằng điều này có thể gây tác hại lớn cho cái vấn đề sức khỏe công cộng và an toàn. Do đó ông đã phủ quyết. Trong bản statement đưa ra, ông Youngkin đặc biệt nói về cái tình trạng mà hợp pháp hóa cần sa trong vấn đề giải trí. Ông tranh luận rằng những dự luật tương tự ở những quốc gia, ở những tiểu bang khác đã gây ra tình trạng tiêu cực, và trong đó bao gồm luôn việc mà ảnh hưởng tới sức khỏe an toàn của trẻ em và kể cả gia tăng tình trạng hoạt động của băng đảng và làm gia tăng tất cả những tình trạng bạo động. Và vị thống đốc này chỉ ra những lo ngại về vấn đề ảnh hưởng về sức khỏe tâm lý và an toàn trên xa lộ cũng như trên đường phố khi mà cái việc mà sử dụng cần sa là giải trí được hợp pháp. Và bản kế hoạch này đã được cho phép phía Virginia cho phép nộp đơn xin thử nghiệm bán về cần sa và sẽ bắt đầu từ ngày 1 tây tháng 9 và sẽ bắt đầu chính thức mở cửa vào ngày 1 tây tháng 5 năm 2025. Tuy nhiên thì những người phản đối cái dự luật này đã lên tiếng và nói rằng tình trạng tội ác gia tăng, tình trạng gia tăng các hoạt động của băng đảng, thiếu an toàn trên đường phố và kể cả vấn đề ảnh hưởng sức khỏe là những vấn đề mà khiến cho họ không muốn sử dụng cần sa trong vấn đề giải trí. Một số tiểu bang đã chấp thuận việc sử dụng cần sa trong vấn đề y tế và không cho phép trong giải trí. Riêng California và một số tiểu bang khác bao gồm luôn cả Oregon thì đã hợp pháp hóa cần sa trong lĩnh vực giải trí, và điều này đã khiến cho mức tội ác ở California và những cái ảnh hưởng về sức khỏe công cộng đã tăng cao hơn. Và cùng lượt ở tại Oregon, tình hình cũng là tương tự. Do đó, ông thống đốc của tiểu bang Virginia đã ký phủ quyết cái dự luật này. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới tình hình của Virginia. Và cũng liên quan tới tình hình bầu cử của Hoa Kỳ, Biden, đó là lời hô to của những người biểu tình ủng hộ Palestine bên ngoài cái buổi gây quỹ của đảng Dân Chủ tại New York với sự hiện diện của cả ông Joe Biden, Obama và Clinton. Bản tin từ New York cho biết, mặc dù là những cư dân ở tại Manhattan được xem là một trong những cái cứ địa của đảng Dân Chủ và ông Joe Biden đã thắng tại đây năm 2020. Tuy nhiên thì ông ta đã bị phản đối mạnh mẽ trong cái cuộc xuất hiện gây quỹ tại đây sau khi mà ông ta xuất hiện chung với lại ông Obama và ông Bill Clinton. Và những người biểu tình này là những người ủng hộ cho Palestine và phản đối cái chính sách ủng hộ của ông Joe Biden đối với Do Thái. Trong khi đó thì cựu Tổng thống Trump cũng đã có mặt ở tại New York và ở tại Long Island, được xem là một cái khu vực nằm ở New York, và đã tham dự vào tang lễ của một cảnh sát đã bị thiệt mạng trong lúc mà chặn bắt một chiếc xe vi phạm luật giao thông.
Và nơi đây được xem mà cái khu vực của Manhattan được xem là cái khu vực thành trì của cái đảng gọi là về xã hội và những thành phần cấp tiến tại đây. Tuy nhiên thì những người biểu tình đã lên tiếng và chỉ trích mạnh mẽ chính sách của ông Joe Biden trong cuộc chiến tại Gaza và giữa Hamas và Do Thái. Trong đó họ lên tiếng và cáo buộc ông Joe Biden đã cung cấp vũ khí và tài chánh cho Do Thái để mà thực hiện các cuộc diệt chủng đối với người Palestine. Cuộc gây quỹ diễn ra tại cái khu vực có tên gọi là Radio City Music Hall cùng với lại ông Barack Obama và Bill Clinton. Và điều này đã dẫn tới rất nhiều những người biểu tình ủng hộ Palestine đã xuất hiện và kêu gọi bỏ rơi Joe Biden và chấm dứt tình trạng diệt chủng tại Do Thái. Và họ lên án ông Joe Biden là người tiếp tay cho Do Thái diệt chủng người Palestine. Đây được xem là một cuộc biểu tình ở cái nơi được mô tả là thành phần xã hội và thành phần được xem là cấp tiến cực tả, được xem là thành trì của họ ngay tại Manhattan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới cựu Tổng thống Trump ngày hôm nay, bất kể ông Trump có bị kết tội hay không thì những người ủng hộ của ông vẫn không từ bỏ ông. Đó là cuộc thăm dò mới nhất. Bản tin mới nhất cho biết chỉ có 5% trong số những người ủng hộ cho ông Trump nói rằng họ có thể thay đổi lá phiếu của họ vào tháng 11 nếu như ông bị kết tội hình sự. 93% nói rằng họ vẫn duy trì lá phiếu cho ông theo tường trình của tờ Daily Mail phối hợp với JL Partner đưa ra cuộc thăm dò này. Cuộc thăm dò công bố vào ngày hôm nay thứ Sáu, 82% những người ủng hộ cho ông Trump nói rằng họ rất muốn bỏ phiếu cho ông Trump bất kể ông bị kết tội. 11% nói rằng họ vẫn có thể bỏ phiếu cho ông Trump, 3% nói rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump và 2% nói rằng họ sẽ càng không bỏ phiếu cho ông Trump. Đây là con số mà họ đưa ra. 43% những người đáp ứng cái cuộc thăm dò này nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho Trump và 39% nói rằng họ bỏ phiếu cho Joe Biden. 7% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên độc lập là Robert Kennedy Jr. 2% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên độc lập là Connie West. 1% nói rằng họ bỏ phiếu cho người đại diện của đảng Green là Jill Stein. Cho tới giờ phút này thì gần như là cái việc mà kết án và cáo trạng đối với ông Trump đã giúp cho ông rất là nhiều. Người thực hiện cuộc thăm dò này là James Johnson, đồng sáng lập của JL Partner đã đưa ra. Không có dấu hiệu cho thấy việc kết tội này là tạo ra sự khác biệt gì. Cuộc thăm dò này đã được thực hiện vào ngày 20 cho tới ngày 24 tây tháng 3 với 1.000 cử tri đã ghi danh và mức sai biệt được báo cáo là cộng trừ 3.1%. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, báo chí Cộng sản Việt Nam đã đóng vai trò tuyên truyền một cách trắng trợn sau khi tuyên bố rằng Việt Nam thu hút được gần nửa ngàn tỷ Mỹ Kim và trực tiếp từ nước ngoài, tức là 500 tỷ Mỹ Kim. Đây là một trong những cái bản báo cáo từ phía báo chí Cộng sản Việt Nam đưa ra mới với tính chất là tuyên truyền cho chế độ. Bởi vì trong giai đoạn trước mắt thì gần như là Việt Nam bế tắc hoàn toàn về kinh tế. Các nhà đầu tư đã phải rút ra khỏi Việt Nam bởi vì tình trạng siết chặt của Hoa Kỳ trong những nguồn nguyên liệu nghiêm cấm từ Trung Quốc. Do đó thì các nhà đầu tư đặc biệt trong ngành dệt may, một trong những ngành xuất cảng chính của Việt Nam, đã giống như là một cái mền rách trong suốt hơn một năm qua. Không có đơn đặt hàng, các công ty lần lượt đóng cửa, giảm nhân viên hoặc sa thải nhân viên. Đây là hiện trạng kinh tế tại Việt Nam. Tuy nhiên thì báo chí Cộng sản Việt Nam vẫn lên tiếng nổ cho rằng là Việt Nam đang có khoảng 500 tỷ đầu tư từ nguồn đầu tư nước ngoài. Đây là lời tuyên bố của phía Cộng sản Việt Nam đưa ra trong lúc mà chưa có một công ty nào chính thức ký hợp đồng để đầu tư vào Việt Nam. Đây là được xem là một trong những cái chiến dịch tuyên truyền của chế độ để che lấp tình trạng khủng hoảng kinh tế và bế tắc kinh tế đang diễn ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Và được xem là bản tin hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, một trong những nhân vật đình đám nổi tiếng và nổ khá nhiều là Nguyễn Hoàng Bảo, hay còn gọi là Henry Nguyễn, con rể của ông Nguyễn Tấn Dũng, đã phải từ nhiệm hội đồng quản trị của công ty Vietcap, một công ty chuyên về thị trường chứng khoán, vì e ngại ông ta sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp trong cái lò đốt củi của ông Nguyễn Phú Trọng. Bản tin mới nhất cho biết thì ông Nguyễn Hoàng Bảo, chồng của Nguyễn Thanh Phượng, con gái của Nguyễn Tấn Dũng và là sẽ cùng hai thành viên quản trị khác từ chức trong công ty Vietcap. Và trong đó họ nói rằng là ông ta sẽ từ chức hội đồng, nằm trong thành viên hội đồng quản trị. Và Vietcap được biết là một cái công ty về cổ phần chứng khoán, chuyên về chứng khoán. Và trong lúc mà cái lò đốt củi của Nguyễn Phú Trọng đang nhắm vào tất cả những đại gia thao túng cái ngành chứng khoán,
Nguyễn Hoàng Bảo, có cái tên tiếng Mỹ là Henry Nguyễn, là chồng của Nguyễn Thanh Phượng, đã nộp đơn vì lý do cá nhân, tức là không cho biết về cái lý do chính thức. Tuy nhiên, những nguồn tin từ khu vực ở Hà Nội và xung quanh ở Sài Gòn cho biết là việc mà từ chức này có liên quan tới cái lò đốt củi của Nguyễn Phú Trọng, và trong đó đang nhắm tới một số đại gia của miền Nam và những kẻ có liên hệ tới những cái thế lực thù địch ở bên Mỹ, trong đó bao gồm Nguyễn Hoàng Bảo. Nguyễn Hoàng Bảo vốn là một người và thân phụ của Nguyễn Hoàng Bảo là một người Việt tị nạn cộng sản. Tuy nhiên, Nguyễn Hoàng Bảo là thế hệ thứ hai được xem là trưởng thành tại Hoa Kỳ và đám cưới với Nguyễn Thanh Phượng, con gái của Nguyễn Tấn Dũng lúc Nguyễn Tấn Dũng còn là thủ tướng. Và sau đó thì ông ta đã bỏ về Việt Nam để mà đầu tư ở Việt Nam. Bên cạnh đó thì ông này đã mua một cái franchise của công ty McDonald's trước đây, và sau đó ông ta đã bán lại cái franchise này cho một người khác. Tuy nhiên, báo chí Việt Nam thì nổ rằng tập đoàn McDonald's, thật sự McDonald's chỉ có một tiệm duy nhất do Nguyễn Hoàng Bảo mở ra trước đây ở Việt Nam mà thôi. Và cho tới giờ phút này thì McDonald's không hề có đầu tư tại Việt Nam, mà Nguyễn Hoàng Bảo là mua franchise, tức là mua cái tên McDonald's để mà kinh doanh tại Việt Nam mà thôi. Và hiện nay thì Nguyễn Hoàng Bảo đã từ chức ra khỏi công ty Vietcap. Được biết là công ty này đang ngấp nghé, nằm trong cái tầm ngắm của Nguyễn Phú Trọng trong việc mà bắt đầu tìm cách gọi là điều tra tất cả những đại gia kiếm tiền bằng ngành cổ phiếu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, sau khi bị thiếu hụt nguồn năng lượng vào năm ngoái và kéo dài cho tới bây giờ, thì Bộ Công Thương đã lên tiếng và trấn an dân chúng cũng như là cái đảng cai trị, tuyên bố rằng sẽ không có thiếu điện trong năm nay. Đây là lời tuyên bố của người nằm ở trong cái bộ trưởng là Thứ trưởng Bộ Công Thương có tên là Nguyễn Sinh Nhật Tân, đã đưa ra lời phát biểu này sau khi mà có nhiều cái nghi ngờ là năm nay Cộng sản Việt Nam sẽ thiếu trầm trọng về năng lượng sau khi mà nguồn năng lượng của họ nhập cản từ phía của Nga. Và bây giờ thì các công ty về chuyên chở về năng lượng cũng như bảo hiểm đã không bán và không cung cấp dịch vụ cho phía của Nga, cũng như sẽ có những cái trừng phạt nặng nề nếu như giao dịch với ngân hàng của Nga để giao tiền cho tất cả những cái tiền mua dầu khí của Nga sẽ vi phạm vào lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và của Liên hiệp Âu Châu. Do đó, Cộng sản Việt Nam không còn nguồn năng lượng nào khác ngoại trừ một phần nhỏ nhập từ phía của Lào, một phần nhỏ nhập từ phía của Trung Quốc, thì gần như là tình trạng thiếu năng lượng trầm trọng. Tuy nhiên, để trấn an cái đảng cai trị và trấn an người dân thì Thứ trưởng này đã lên tiếng và nói rằng sẽ không có thiếu điện trong năm nay. Tuy nhiên, ông ta đã không cho biết là nguồn điện có từ đâu ra, bởi vì các đập thủy điện của Việt Nam và kể cả các nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc cũng không đủ khả năng cung cấp cho toàn quốc về nguồn điện, và kể cả việc nhập điện từ phía Lào cũng không đủ cung cấp. Thì hiện nay không biết là họ sẽ nhập từ đâu để cung cấp cho cái nguồn năng lượng tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, tình trạng đồng tiền của Việt Nam mất giá và khiến cho người dân đổ xô đi mua vàng và khiến cho vàng tăng giá tại Việt Nam. Và bây giờ đã xuất hiện tình trạng là vàng lậu đã xuất hiện ở các ngõ biên giới, và hiện nay thì cái lò đốt củi của Nguyễn Phú Trọng đã nhắm vào tất cả những công an biên phòng và lực lượng kiểm soát biên giới ở phía Tây Nam cũng như ở phía Tây Bắc khi mà lượng vàng lậu đã được tuồn vào Việt Nam. Ít nhất là có một số nhân vật đã bị bắt giữ trong cái việc mà đưa vàng vào Việt Nam, và có ít nhất là 6.000 ký vàng đã bị tuồn vào Việt Nam thông qua ngõ Campuchia, và ít nhất có 3 người đã bị bắt giữ trong hai đường dây buôn lậu vàng. Tình trạng vàng càng lúc càng có giá tại Việt Nam trong lúc mà đồng tiền Việt Nam đã không còn sự tin tưởng của người dân, tức là đồng tiền bị mất giá khiến người ta không nghĩ tới cái giá trị này là có thể giúp người ta giữ tài sản. Do đó, người dân Việt Nam đổ đi mua vàng rất là nhiều, và đã dẫn tới tình trạng vàng lậu đã được tuồn vào Việt Nam từ hai ngõ biên giới ở phía Bắc với Trung Quốc và ở phía Nam ở Campuchia. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin thời sự này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả, và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!